trong số các thầy cô của chúng ta, những người thầy, người cô đã từng mang đến cho chúng ta những bài giảng thật ý nghĩa, thì các người thầy, các thầy cô của chúng ta cũng mang đến cho chúng ta những kỷ niệm sẽ thật là khó phai mờ. Và mỗi giờ dạy của các thầy cô, mỗi lời dạy của các thầy cô gửi đến chúng ta đều là những lời tâm huyết. Trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay, các thầy cô sẽ tiếp tục đứng lên trên sân khấu, không chỉ để chia sẻ những bài học mà còn gửi đến chúng ta những món quà vô giá. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Mai Hiền với một bài thơ gửi tặng cho chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu cô. Thưa các bạn, một thầy giáo